Chào mừng các bác đã quay trở lại với shop xe đạp của em ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thì cho phép em xin được gửi lời chào và lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các bác, toàn thể anh em có chung cái niềm đam mê yêu thích bộ môn xe đạp thể thao trên mọi miền Tổ quốc. Và thời gian thì em xuất bản cái video này thì cũng đã là mùng 3 Tết Nguyên đán năm 2022. Bước sang năm mới thì em xin được kính chúc sức khỏe các bác. Các bác sang năm mới có dồi dào sức khỏe để các bác đi đạp xe an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu tới các bác về một cái mẫu xe đạp gấp với thương hiệu Line, mã của nó là C300 mà shop em đang kinh doanh. Trước khi đi vào chi tiết video này, em cũng xin nói qua về cách thức mua bán cũng như là giao dịch của shop em để các bác tiện tham khảo cũng là mua hàng khi mà sang năm mới thì với nhiều dự định mới. Đặc biệt cái video này thì em muốn gửi tới các bác mà các bác đam mê đi đi phượt đó. Các bác có ô tô ở đô thị mà cái nơi để ô tô nó có cách xa cái khu của các bác ở thì các bác cũng nên xem cái video này. Shop em thì ở Bắc Giang, các bác nào ở gần thì các bác đến trực tiếp bên shop em xem xe cũng là mua xe luôn. Các bác mà ở xa thì bên em có nhận ship code COD toàn quốc qua đường bưu điện. Nhận hàng thì quyền lợi các bác là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Các bác lưu ý giúp em là quyền lợi các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Đúng đủ mẫu mã như là trên video em quay, các bác mới phải thanh toán. Nên là các bác yên tâm về cái chất lượng của sản phẩm. Nhà em quay video như nào thì em bán hàng như vậy. Nên là các bác yên tâm. Và nếu như trường hợp sai số lượng, sai mẫu mã, các bác có quyền từ chối nhận hàng. Đấy là quyền lợi của các bác. Và ngoài cái chiếc xe đạp gấp của thương hiệu Line này ra thì nhà em là một cơ sở chuyên cung cấp đầy đủ các cái dòng xe đạp thể thao, xe đạp địa hình, xe đạp đua, xe đạp gấp như trên màn hình các bác thấy đây. Với phân khúc giá tiền từ thấp lên cao thì nhà em đều có. Các bác nào mà có nhu cầu tham khảo hoặc mua hàng, các bác hãy gọi điện trực tiếp ra bên shop em qua số điện thoại em để phần tiêu đề và phần mô tả. Số điện thoại đó thì có Zalo, các bác gọi video em sẽ quay xe trực tiếp cho các bác xem xe luôn. Đó, để các bác dễ dàng quan sát xe. Và không để các bác chờ lâu nữa, em sẽ giới thiệu chi tiết về chiếc xe đạp ngày hôm nay. Em sẽ quay tổng quan trước cho các bác xem để các bác tiện quan sát đây. Đó. Đây là phần bộ phận chuyển động. Em sẽ giới thiệu từ bên trên xuống. Phần bên trên là phần tay lái. Tay lái thì được thiết kế là tay lái bằng và được làm bằng nhôm, có phần phản quang phía trước. Và hai bên phần tay cầm thì nó được thiết kế là bằng cao su lon để các bác cầm nắm nó êm tay, nó không bị đau tay. Và ở đây thiết kế là một cái chuông. Cái chuông này thì vừa để trang trí vừa để là cái đồ báo hiệu khi mà phát ra tiếng kêu khi báo hiệu cho xe phía trước khi các bác muốn vượt. Đó, rất là ok. Con này thì nó là xe đạp gấp nên nó được thiết kế rất là nhiều các cái phần có thể tháo rời được ra, như là phần này để tháo rời được phần tay lái này. Ở đây thì tháo rời được cái phần điều chỉnh được cái độ cao thấp của phần tay lái. Đó, đây là cũng thiết kế cả một cái phần chốt để các bác có thể là tháo được cái phần tay lái này ra. Đó, đây. Tháo hạ xuống. Rất là gọn. Ở đây thì nó được thiết kế là bằng nhôm, trọng lượng rất là nhẹ các bác nhé. Ở đây thì nó được thiết kế là cái phanh là tay phanh bằng, sử dụng dễ dàng. Và củ đề là của hãng Shimano với các cái chế độ điều chỉnh líp ở phía sau. Gồm ở đây là 7 líp sau này. Đó, có nhìn thấy số 7 không ạ? Cộng này, trừ này. Đó. Và cái phần bánh trước, con này nó không có thuộc các bác nhé. Càng ở đây là càng nhôm. Phanh là sử dụng là phanh thắng đĩa, không có dầu. Trục ở đây là sử dụng là trục tháo truyền thống. Mayer là mayer nhôm, lan hoa là lan hoa thép này. Vành ở đây là vành nhôm, hai lớp rất là dày. Bánh ở đây là bánh được thiết kế là bằng cao su cao cấp với các cái phần nhám trên bề mặt để nó tăng cái độ tiếp diện ma sát với bề mặt đường khi mà các bác đạp xe. Bánh ở đây là bánh 2.0 x 1.75 thì cái bánh này là thiết kế là xe đạp gấp nên có kích thước nhỏ. Nhỏ để nó tiện khi mà gấp vào thì nó không tốn diện tích. Đó. Đây có phản quang bánh xe này. Và van sử dụng là giống van xe máy để điều chỉnh cái lượng hơi ở bên trong.
Sang phần khung ở đây thì cũng được làm bằng khung nhôm với các cái mối hàn vẩy cá rất là chắc chắn ở đây, rất là dày dặn. Đó, được sơn hai lớp sơn tĩnh điện và in chìm thương hiệu xe. Và mã của nó là ở đây là 300 này các bác này. Các bác có thể tra trên Google thương hiệu của xe cộng mã sẽ có kết quả cho các bác nhé. Các bác yên tâm là bên em thì luôn kinh doanh ở những cái dòng xe đạp mà nó có thương hiệu đó, chứ không phải là những dòng xe trôi nổi trên thị trường. Và cái phần dây phanh thì nó vẫn được đi dương khung, nhưng mà đi ở bên phía dưới này nó cũng rất là gọn gàng. Và con này ở đây thì nó thiết kế là cọc yên là cọc yên nhôm. Cọc yên sử dụng là trục. Cái phần điều chỉnh ở đây trục là trục tháo nhanh này, để các bác điều chỉnh như cọc yên chiều dài cao thấp tùy thuộc theo chiều dài chân của các bác. Con này thì các bác có chiều cao tầm 1m65 đến 1m75 thì các bác có thể đi được, điều chỉnh được cái cọc yên này và phần tay lái này. Thế nên là điều chỉnh được. Mà xe này mà dành cho các bác đi phượt, mà các bác để trong cốp ô tô thì đi phượt đến nơi các bác đi dạo cũng rất là ok. Đó. Con này thì trục là trục đặc, có hai cái vòng bi bạc đạn ở bên trong này. Ở đây nó thiết kế là một cái chống giữa, khi mà gập vào thì nó sẽ là cái để các bác chống. Ở đây thì bàn đạp là đi theo xe và được làm bằng nhựa cao cấp này. Khi mà các bác gấp vào thì cái phần bi đan này cũng gấp được các bác nhé. Đó, rất là tiện. Các bác sử dụng thì các bác mở nó ra. Và sang đến phần bánh sau thì nó cũng thiết kế như bánh trước, chân trống cũng là chân trống đi theo xe. Và con này thì nó có phần gáp ba ga phía sau để các bác có thể là chở thêm đồ, hoặc là các bác chở thêm trẻ nhỏ cũng được. Và nó có phần chắn bùn. Đó, khi các bác đi trời mưa ướt thì nó cũng không bắn bẩn lên các bác. Đó, chắn bùn trước sau này. Và ở đằng sau nó cũng có cả cái phần phản quang bánh sau. Đó, sang với bộ phận chuyển động. Bộ phận chuyển động con này thì chỉ có một đĩa thôi và nó có 7 lít sau. Đầy đủ chế độ các bác đạp xe rồi. Gạt đài sau là của hãng Shimano. Đó. Cấu hình cũng khá là ok. Đó, rất là tiện. Thì vừa qua em cũng giới thiệu với các bác về cái mẫu xe đạp gấp của thương hiệu Line ở bên shop em đang kinh doanh. Thì các bác mà có nhu cầu tham khảo hoặc quan tâm đến cái chiếc xe đạp này, các bác hãy chụp màn hình rồi gửi qua Zalo cho em. Số điện thoại thì em để ở phần tiêu đề hoặc phần mô tả. Các bác gửi cho em thì em sẽ biết là các bác đang quan tâm với chiếc xe đạp này, thì em sẽ chăm sóc các bác để các bác có thể là dễ dàng mua xe. Và ngoài chiếc xe đạp này ra, em xin nhắc lại là em là một cơ sở chuyên cung cấp đầy đủ các cái dòng xe đạp đua, xe đạp địa hình, xe đạp touring. Các bác mà có nhu cầu tham khảo mua xe thì các bác cứ gọi điện trực tiếp sang bên shop em qua số điện thoại em để ở phần tiêu đề, phần mô tả đó nhé. Và video này thì em xin được tạm dừng tại đây. Và các bác nhớ hãy đăng ký để ủng hộ kênh và bật nút chuông để nhận thông báo mới nhất về các cái video trong thời gian tới em sẽ đăng tải. Xin chúc các bác có những cái giao dịch thành công với shop. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.